Chào mừng các bạn đã đến với kênh Kiến thức tử vi về tướng số của chúng tôi để cùng chiêm nghiệm và giải mã tướng số của mình cũng như của người khác. Nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để nhận được video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Và hôm nay, Kiến thức tử vi sẽ đem đến với các bạn một video mới nhất và nóng nhất với nội dung về tài lộc của những con giáp trong năm 2019. Và sau đây xin mời các bạn hãy chú ý lắng nghe và theo dõi. Chúc các bạn xem video vui vẻ và những giây phút thư giãn nhất. Dự đoán về vận số và tài vận của 12 con giáp trong tháng 9 âm lịch. Về tháng 9 âm lịch thì con giáp người tuổi Mùi phúc khí vượng vận, tài lộc dồi dào, tiền tiêu rủng rỉnh. Và trái lại thì cá nhân người tuổi Dậu sẽ không may mắn, gặp vận rủi, liên tục đón nhận xui xẻo về chuyện tài chính và sự nghiệp. Trong tháng 9 âm lịch thì người tuổi Sửu được dự đoán sẽ thăng quan tiến chức rộn ràng nhờ vượng vận quý nhân. Những người cùng tuổi, cùng vận số trong 12 con giáp năm 2018 thì dự đoán chuẩn xác về tình hình, vận khí, kinh tế, tình cảm của 12 con giáp trong tháng 9 âm lịch như sau. Thứ nhất là người tuổi Ngọ, chỉ số may mắn là 3 sao, ngày may mắn là ngày 12, ngày 22 âm lịch về hướng đại cát là hướng nam. Quý nhân phù trợ cho người tuổi này là người tuổi Mùi. Trong tháng 8 âm lịch thì con giáp người tuổi Ngọ thật sự phải trải qua bao thăng trầm, mệt mỏi và không ít tai ách. Và tuy nhiên vận số của 12 con giáp nhận thấy rằng sự đen đủi và xui xẻo vẫn chưa rời khỏi cuộc sống sự nghiệp của con giáp này trong 30 ngày của tháng 9 âm lịch. May mắn là tháng này họ sẽ đỡ hao hụt về tiền tài, nhưng phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ bị kẻ tiểu nhân rình rập đặt bẫy, nên hạn chế các quyết định kinh doanh về dài hạn nếu buộc phải hoạch toán với nguồn vốn lớn. Về các chàng trai hoặc cô gái tuổi Ngựa, dù vận đào hoa có giảm sút nhưng về sức khỏe được củng cố, và tạm thời trong tháng 9 âm lịch chưa phải là thời điểm thích hợp để họ tỏ tình hoặc bước sang một trang mới trong câu chuyện về tình cảm. Về những người tuổi Ngọ đã có người thương hoặc gia đình thì nên hạn chế các mâu thuẫn tranh chấp trong chuyện nội bộ và gia đình. Sau giờ làm việc hãy tiết chế các buổi rượu chè nhậu nhẹt năng về bên vợ chồng và gia đình, để thêm một sợi dây vô hình gắn kết chuyện tình cảm ấm áp và nồng nhiệt hơn. Về con giáp người tuổi Mùi thì chỉ số may mắn là 5 sao, ngày may mắn là ngày mùng 5, ngày 12, ngày 17, ngày 21, ngày 28 âm lịch. Về hướng đại cát đại lợi là hướng đông nam, con giáp quý nhân của người tuổi này là người tuổi Thìn. Sau tháng 8 nằm vùng thì cá nhân người tuổi Mùi bắt đầu bước vào giai đoạn bùng nổ, càng về giữa tháng sau rằm thì vận số càng vượng vận, vượng phát. Vận số 12 con giáp dự đoán cuối tháng 9 âm lịch thì con giáp này cực kỳ dồi dào về chuyện tiền bạc và có nhiều cơ hội làm ăn trong chuyện kinh doanh, hấp dẫn do các đối tác và chiến lược bạn hữu mời gọi. Trong tháng 9 này thì các con giáp người tuổi Mùi cũng khá vượng vận quý nhân, mọi nỗ lực hết mình của họ trong suốt tháng 8 và đầu năm đã được cấp trên ghi nhận và khẳng định. Và trong thời gian tới rất có thể họ sẽ được đề bạt hoặc thuyên chuyển đến những bộ phận phù hợp với sở trường của bản thân họ hơn nữa. Các con giáp người tuổi Mùi độc thân sẽ có cơ hội tìm được người tình như ý và bắt đầu từ ngày 12 âm lịch. Tuy vậy, họ nên lưu tâm nhiều hơn tới hoàn cảnh xuất thân và điều kiện kinh tế của các đối tác, không nên yêu bừa và yêu vội. Còn những chàng trai, cô gái, nàng tuổi Mùi đã có người thương thì chuẩn bị cho kế hoạch cầu hôn lãng mạn và khá hoành tráng hơn trong 30 ngày tới, và họ thật sự đang rất hạnh phúc trong chuyện tình yêu với nửa kia đồng điệu cả về thể xác lẫn tâm hồn. Về con giáp người tuổi Thân, chỉ số may mắn là 4 sao, ngày may mắn là ngày mùng 2, ngày mùng 8, ngày 13, ngày 18 và ngày 21 âm lịch. Hướng đại cát là hướng đông bắc, con giáp quý nhân cho người tuổi này là người tuổi Sửu.
Con giáp người tuổi Thân luôn thẳng thắn, chính trực và rất có duyên với chuyện tiền bạc. Tài chính của những người cầm tinh con khỉ thì sau 35 tuổi nếu vững vàng, bền chí và gan trường thì sẽ vượng vận về tài lộc, hay được thần tài gõ cửa thường xuyên. Vận số 12 con giáp nhận định rằng trong tháng 9 âm lịch và suốt tháng 8 tới thì con giáp tuổi Thân sẽ rất vượng về vận quý nhân, và đặc biệt là người khác giới, rất có thể họ sẽ kiếm được những khoản thu hậu hĩnh từ các nghề tay trái, và càng liều lĩnh mạo hiểm thì có cơ hội làm giàu của họ càng rực rỡ. Nếu năng đi chùa hoặc tích cực làm việc thiện, chắc chắn con giáp tuổi Thân sẽ giữ được tài lộc dồi dào ổn định trong 30 ngày tới. Càng về cuối tháng thì lộc lá còn càng có xu hướng tăng trưởng tốt hơn nhiều. Về con giáp người tuổi Dậu thì chỉ số may mắn là 2 sao, ngày may mắn là ngày 11 và ngày 23 âm lịch, hướng đại cát là hướng Tây Bắc và hướng Bắc. Quý nhân phù trợ cho con giáp này trong tháng này là người tuổi Dần. Theo vận trình chung tử vi học có nói thì người tuổi Dậu được nhận định sẽ là có một tháng 9 âm lịch không mấy ổn thỏa. Mọi thứ đều vận hành theo chiều hướng suy giảm, tụt dốc ở chỗ làm. Họ bị áp lực ở chồng, áp lực công việc, bất như ý, may là không bị tổn hại nặng nề về chuyện tài chính. Điều đáng trách nhất là con giáp này chưa thoát khỏi ám ảnh tinh thần, vẫn đang chìm đắm quá nhiều trong tâm lý bực bội và bức xúc nên hay bị dồn mình vào thế bí, khó lòng khai thông tư tưởng, có thể xoay chuyển được tình thế. Về cuối tháng nên cẩn thận, tránh bị cướp giật hoặc mất mát các tài sản có giá trị nhiều như tiền bạc, xe cộ. May sao về chuyện tình duyên của người đã có đôi lứa khá ổn định và thăng hoa. Tử vi học nói thì vận số 12 con giáp và nhắc nhở những cá nhân người tuổi Dậu độc thân cần đề cao cảnh giác khi cầm cố hoặc tránh mắc mưu các đối thủ cạnh tranh của mình. Về con giáp người tuổi Tuất, về chỉ số may mắn là 3 sao, ngày may mắn là ngày 8, ngày 14, ngày 22 âm lịch. Về hướng đại cát của con giáp này là hướng Nam. Quý nhân của người tuổi Tuất là người tuổi Tuất. Về vận số của 12 con giáp, theo tử vi nhận định trong tháng 9 âm lịch tới thì người tuổi Tuất khá bình ổn. Vận may trong sự nghiệp, tài chính và tình cảm đều ở mức trung bình. Và trong 30 ngày tới thì thành hay bại nếu chốt chính là ở sự cố gắng nỗ lực của con giáp này. Chỉ cần họ kiên trì bền bỉ và nỗ lực hết mình, cho đi không đòi hỏi và nhận lại, ắt sẽ thu được báo đáp và kịp thời ổn định cuộc sống. Dự đoán khẳng định thời gian trong 5 ngày đầu tháng 10 và cuối tháng sẽ là lúc con giáp này thăng hoa nhất về chuyện tài chính và chuyện tình cảm. Các việc đại sự tốt nhất nên khéo léo sắp xếp vào thời điểm cát tường này. Còn về con giáp người tuổi Hợi thì chỉ số may mắn là 3 sao. Ngày may mắn là ngày 8, ngày 14, ngày 22 âm lịch. Về hướng đại cát là hướng Đông Nam. Quý nhân cho người tuổi này là người tuổi Tuất, nhờ được cát tinh chiếu mệnh và đặc biệt là được tiền bối giúp đỡ. Khoảng thời gian 15 ngày đầu tháng thì con giáp tuổi Hợi rất may mắn, rủng rỉnh về chuyện tiền bạc, thoải mái chi tiêu. Có nhiều khả năng họ sẽ được thăng chức, tăng lương hoặc đề bạt lên một vị trí cao hơn để ổn định, giúp công việc gặp nhiều thuận lợi, hoạn lộ hanh thông. Về người tuổi Hợi sinh ra, tuy không phải để làm thủ lĩnh nhưng trong 30 ngày tới họ sẽ là một linh hồn của đội nhóm, cố gắng phát huy tối đa những thế mạnh và các ý tưởng sáng tạo của mình ở chỗ làm, giúp gặt hái được một thành quả rất tốt đẹp. Và tuy nhiên nửa cuối tháng cần đề phòng và phòng ngừa tiểu nhân hãm hại, lên kế hoạch chi tiêu, cần tốc chiến và tốc thắng, hạn chế đầu tư quá nhiều vốn gây ảnh hưởng hoặc thiệt hại nặng nề, tránh tối đa mở mắt vào những lợi nhuận nhỏ. Mà nhất thời trong tháng 9 âm lịch cũng là thời điểm tuyệt vời để các con giáp tuổi Hợi từ giã đời độc thân. Những chàng trai cô gái thuộc người tuổi này sẽ khá đắc duyên và nhận được vô số lời mời hẹn hò, chuyện tình cảm ấm áp.
Về con giáp người tuổi Tý thì chỉ số may mắn là 4 sao, ngày may mắn là ngày 15, ngày 22 và ngày 29 âm lịch. Hướng đại cát là hướng Tây và hướng Tây Nam. Con giáp quý nhân cho người tuổi này là người tuổi Hợi. Sau Tết Trung Thu thì vận mệnh của người tuổi Tý khởi sắc nhanh chóng theo chiều hướng tích cực trong tháng 9 âm lịch, thì được dự đoán là thời điểm vượng vận phúc khí, vượng vận về tài lộc của con giáp này, mọi sự đều hanh thông và thuận lợi. Dù có vấp váp phải khó khăn, họ cũng sẽ nhanh chóng gỡ bỏ hết thế bí, đập tan mọi rào cản và lội ngược dòng một cách ngoạn mục. Trái ngược với những quãng thời gian trước phải dựa dẫm vào sự hỗ trợ của cộng sự và bạn bè thân tín, thì trong tháng 9 âm lịch này, con giáp người tuổi Tý sẽ tự mình xây dựng được cơ hội vàng và thẳng tiến đến thành công, không cần nhờ người khác giúp đỡ. Về mấu chốt của sự vượng vận, tài lộc, kinh tế, sự nghiệp thăng hoa về tài chính ở chỗ là con giáp này đã ấp ủ được thai nghén kế hoạch của mình trong suốt từ tháng 8 âm lịch và chỉ chờ thời cơ để xuất chiêu vào nửa cuối tháng 9 âm lịch, chính là quãng thời gian mà cá nhân người tuổi Tý bùng nổ và gặt hái được thành công khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Về con giáp người tuổi Sửu, chỉ số may mắn là 5 sao, ngày may mắn là ngày mùng 10, ngày 12 và ngày 23 âm lịch. Về hướng đại cát là hướng Đông. Con giáp quý nhân của người tuổi này là người tuổi Dậu. Nhờ được cát tinh chiếu mệnh lại trùng hợp với quãng thời điểm vượng vận quý nhân nên vận số của 12 con giáp dự đoán trong tháng 9 âm lịch của người tuổi Sửu sẽ đón nhận may mắn trên nhiều phương diện. Họ chỉ cần phát huy thật tốt về khả năng của mình trong công việc, khéo léo dẫn dắt và quản lý, khuấy động về tinh thần đội nhóm, ắt mọi việc sẽ đầu xuôi đuôi lọt. Và quý nhân của con giáp này trong 30 ngày tới chính là người tuổi Dậu, rất có thể đây là đối tác chiến lược hoặc bạn cũ lâu ngày gặp lại. Hãy nên tận dụng mọi cơ hội làm ăn trong thời điểm này, đừng bỏ qua dù chỉ là chuyện rất nhỏ. Và con giáp người tuổi Sửu độc thân sẽ vô cùng vượng vận đào hoa trong tháng này, rất có khả năng họ sẽ gặp được người tình trong mộng. Và cách tình cờ, các anh chàng cô nàng cầm tinh con trâu sẽ có người thương một cách bất ngờ, được người ấy cầu hôn một cách lãng mạn và bước vào giai đoạn thăng hoa và đáng được chờ đợi nhất trong năm kết hôn. Về con giáp người tuổi Dần, chỉ số may mắn là 2 sao, ngày may mắn là ngày 6, ngày 19 và ngày 25 âm lịch. Hướng đại cát là hướng Bắc. Quý nhân của con giáp này là người tuổi Ngọ. Vận số 12 con giáp theo tử vi nói và thừa nhận rằng người tuổi Dần trong tháng 9 âm lịch sẽ không mấy thuận lợi, rất dễ vướng vào họa thị phi khẩu tiệt. Dù có cố gắng thể hiện và thi triển tài năng của bản thân nhiều bao nhiêu, thứ mà họ gặt hái chỉ đơn thuần là sự thất bại và mệt mỏi mà thôi. Người tuổi Dần làm kinh doanh tự do phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt, dễ bị kẻ xấu bày mưu và hãm hại lừa gạt. Và đặc biệt vào nửa cuối tháng, lời khuyên vàng cho con giáp này trong thời điểm này là hãy bình tĩnh, ngồi lại lên kế hoạch về tài chính cho tháng tới, cẩn trọng mọi quyết định đầu tư về tài chính và hoạch toán chi tiêu rành mạch. Dậu đổ bìm leo, chuyện tình cảm của con giáp này trong tháng 9 cũng khá ảm đạm, hiệu ứng về tâm lý rất tồi tệ. Công việc chuyển hóa khá nhanh sang tinh thần và tình cảm khiến họ trở nên e dè, sợ hãi và rụt rè trong việc bày tỏ tình cảm. Nếu có thể, hãy năng tập thể dục thể thao để giải tỏa tâm lý và tình cảm lo. Về con giáp người tuổi Mão, chỉ số may mắn cho con giáp này là 2 sao, ngày may mắn là ngày mùng 7 và ngày 21, ngày 29 âm lịch. Hướng đại cát là hướng Bắc. Quý nhân phù trợ cho con giáp này là người tuổi Dần, đi theo vết trượt dài trong tháng 8 âm lịch. Theo tử vi học có nói thì chỉ số 12 con giáp nhận thấy trong tháng 9 thì đám mây đen u tối vẫn bao phủ lấy cuộc sống của người tuổi Mão. Họ sẽ chỉ có thể xoay chuyển tình thế nếu khách quan nhìn nhận sự việc lột xác toàn diện trong suy nghĩ. Rất có thể họ sẽ bị điều động tạm thời sang một bộ phận khác vì một vài sai sót không đáng có ở chỗ làm,
vận rủi vẫn tiếp tục đeo bám và khiến chuyện thị phi cạm bẫy bủa vây. Để hạn chế sự hao hụt về chuyện tài chính, hãy trì trệ về nguồn vốn. Tạm thời người tuổi Mão đóng băng về tài chính, án binh bất động về chuyện sức khỏe, tình cảm của con giáp này trong tháng 9 âm lịch cũng khá bất lợi. Mâu thuẫn cãi cọ và tuy không nhiều nhưng khá trầm trọng, khiến tâm lý của họ càng thêm mệt mỏi, dễ mất ngủ và mắc các chứng bệnh về đường tiêu hóa hoặc xương khớp. Về con giáp người tuổi Thìn, chỉ số may mắn là 5 sao, ngày may mắn là ngày 8, ngày 11, ngày 19 và ngày 25 âm lịch. Hướng đại cát là hướng đông, hướng đông nam và hướng bắc. Quý nhân phù trợ cho con giáp này là người tuổi Dậu. Mấu chốt thành công cho người tuổi Thìn trong tháng 9 âm lịch theo suy đoán của vận số chỉ số 12 con giáp chính là nhờ được vận quý nhân người tuổi Dậu phù trợ. Bắt đầu từ ngày 8 trở đi thì mọi khó khăn bất trắc của họ đều được hóa giải nhanh chóng, vận thế thay đổi và lên cao một cách chóng mặt, hiệu quả công việc ổn định, tâm thế vững vàng, khiến họ gặt hái được rất nhiều cơ hội quý báu trong chuyện kinh doanh. Điều đáng khen ngợi là họ luôn tiên phong đi đầu, xử lý mọi giải quyết triệt để. Sự cố gắng và vướng mắc trong công việc, cộng sự cấp trên tâm phục khẩu phục và đánh giá cao sự cố gắng của người tuổi Thìn. Kiến nghị hợp lý nhất cho con giáp người tuổi Thìn là làm chuyện kinh doanh trong 30 ngày tới là cần tích cực tư duy, đào sâu suy nghĩ để triển khai và khai thác phát triển về lĩnh vực mới hấp dẫn hơn, ít người để mắt tới và tuy nhiên khá vất vả nhưng bù lại họ sẽ nhận được một thành quả xuất sắc về chuyện tài chính trong 10 ngày cuối tháng. Các con giáp về người tuổi Thìn độc thân thì từ ngày 15 âm lịch trở đi sẽ khá đỏ về chuyện tình cảm, tới tấp nhận được những lời mời hẹn hò, kết bạn hấp dẫn, càng năng suất và xuất hiện trong các buổi tụ tập của bạn bè, cộng sự và có nguy cơ thoái ế của họ càng được nâng cao. Về con giáp người tuổi Tỵ, chỉ số may mắn là 4 sao, ngày may mắn là ngày 3, ngày 9, ngày 15 và ngày 20 âm lịch. Hướng đại cát là Tây Bắc và hướng Đông. Quý nhân phù trợ cho con giáp này là người tuổi Tỵ. Trong tháng 9 âm lịch, cũng như người tuổi Thìn, con giáp người tuổi Tỵ rất vượng vận quý nhân, hợp nhất của người cùng mệnh nhưng hơn tuổi, tiền tài tự động tìm đến với họ. Gõ cửa nhà con giáp này liên tục từ đầu tháng tới ngày 20 âm lịch. Tiền đồ sự nghiệp của con giáp này vì thế mà mở rộng thênh thang. Nhờ các nỗ lực hết mình và cố gắng hiến xuất sắc của người tuổi Tỵ từ tháng 8 âm lịch, con giáp này được cấp trên điều chuyển sang vị trí mới, lương bổng hậu hĩnh rất nhiều. Tuy vậy, chỉ cần con giáp này ngủ yên trên chiến trường chiến thắng và trong chốc lát, công sức của họ sẽ xuống sông xuống bể, nên từ khóa thành công của họ suốt trong 3 ngày tới là chữ kiên trì và nỗ lực hết mình. Con giáp người tuổi Tỵ độc thân sau thời gian dài tìm hiểu về tình cảm đã chín mùi sẽ có cơ hội đón nhận những lời tỏ tình hấp dẫn của người thương về những anh chàng cô nàng cầm tinh rắn đã có người thương hoặc gia đình, sẽ cực kỳ hạnh phúc và có khả năng đón tin mừng và có thêm thành viên mới. Đừng tiếc like và comment khi xem video này.